chim trong lòng chim bay. Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh đã nghe tới cho các anh chị và các bạn xem một cái đoạn phim nhỏ nhỏ chừng có một vài ba giây thôi, và những hình ảnh mà Nga đã ghi nhận được đó là một hình ảnh của một cái chú chim cu đất. Và hôm nay thì Nga muốn xin kể chuyện lại cho các anh chị và các bạn nghe sự việc đã xảy ra đối với cái chú ấy như thế nào. Thật sự ra là cái sự việc này đã xảy ra cách đây hơn khoảng một tuần. Và khi ấy thì Nga thấy rất là ngạc nhiên. Mình cảm giác là bây giờ mình thấy là mình muốn nhớ lại cái lúc bấy giờ ra làm sao. Và có những cái hồi ký mình cảm giác là rất ấn tượng với bạn nhỏ đó. Thì cách đây khoảng chừng tầm khoảng một tuần lễ hơn, hay nhớ đâu khoảng thứ ba tuần vừa rồi, vào cái ngày hôm ấy là vào ngày chiều thứ năm. Thì như thường lệ chiều thứ năm, Nga có một cái group bạn nhỏ đến khu vực nhà mình và học với Bình. Cái đó là chẳng mình muốn giống như là có thêm những cái kiến thức, và mình khi mà mình giảng dạy thêm để cho mình có được bị quên những cái kiến thức ấy. Do đó thì như bình thường thông lệ thì Nga cũng hay xách giỏ để mà đi qua cái chỗ mà Nga dạy. Và khi ấy các anh chị và các bạn biết hả, khi mà mình qua thì mình mới đi vô nhà. Và mấy bạn nhí nhỏ đầu kia nói: "Mít ơi, con có một cái con này nè." Thế là trên tay một bạn nhỏ mới cầm một cái con chim. Và anh chàng không biết cái con này là con đực hay con mái nữa. Mình cũng biết, tại vì mình không phải là dân chuyên nuôi về những con chim chóc này kia. Mình không có nuôi về thú hay về chim gì hết. Do đó là mình dòm cái bạn đó. Hình dạng của bạn ta, Nga mô tả nha, hình dạng của bạn ta, phía ngoài của bạn ta thì trông giống như là một cái con chim bồ câu. Nhưng dòm thấy giống hình dạng y chang như chim bồ câu luôn. Và cái bạn đó có một cái màu, thật sự ra là từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên mà Nga thấy được cái hình ảnh của một cái chú chim. Và nó ngộ lắm các bạn. Cái anh chàng này, thôi bây giờ mình tạm thời coi như là nó là cái con này, mình gọi là anh chàng này đi. Không mà kỳ quá, anh chàng không được. Thôi cái bạn nhỏ này đi. Nó có một cái bộ lông khoác ở ngoài, cái màu rất đặc biệt. Thông thường thì mình sẽ nhìn thấy là nếu như chim bồ câu, một là màu trắng, hai là màu xám xám đen đen gì á, phải không? Nhưng cái bạn này cái màu nó mắc cười lắm, nó ngộ vô cùng luôn. Nó chỉ là một màu, và màu đó giống như là màu cà phê sữa vậy. Có nghĩa nó giống như cái màu cái bức tường này của nhà Nga y chang, nó giống vậy. Nhưng mà trên mình của bạn đó hình như hơi có một cái vân vân đậm hơn một chút xíu so với bức tường. Và mình thấy bạn đó, mình thử đó giờ có đời nào, đúng lại là chim chóc là không bao giờ mình nuôi, và mình cũng ít khi nào mình rờ cầm ẩm nó lắm. Mình là mình thử rờ lên, ôi ôi cái đầu nó mềm mềm, nó mịn mịn này kia. Và mình mới hỏi: "Ủa, ở đâu có con chim này vậy?" Thì cái bé bạn nhí nói là hồi nãy thì đang ở ngoài đường, cái group có nghĩa là đối diện nhà, chỗ nhà của Nga thì có một cái group của một cái cô ở trường cấp 2, người ta mướn ở đó người ta dạy. Và khi đấy thì những bạn nhỏ bên cái lớp đó mới chạy thấy cái con chim này đáp xuống. Thì tụi nhóc đó mới dí cái con chim này và nó hù. Thế là các bạn chim nhỏ này mới thấy vậy bay cái vèo vô trong hàng rào nhà Nga. Nó bay vô trong đó. Và cái đám ở phía ngoài á mới lấy chân đá rầm rầm cái cửa sắt nhà. Thế là mợ mới thấy vậy, mới chạy xuống không biết chuyện gì, và thấy cái con chim này nó nằm ở phía trong cái gốc cây. Và mợ mới bắt, thì trong lúc đó thì có một bạn nhí mới lại, và bạn nhí đó cũng ẵm cái con chim đó. Và nhà Nga mới đầu là định thả nó ra, nhưng mà hồi mà thả nó ra thì thấy nó không bay.
sợ đó, khi mà đi ra ngoài thì bị mèo hoặc bị chó hoặc là bị cái đám nhóc đối diện lại chọc phá quậy rồi làm cho cái bạn này hỗn loạn sợ. Thế là mình mới lật đật cầm cái điện thoại lên, tại vì bạn nhí đó mới nói với mình là mít ra mít, ở nhà ba con khoái nuôi những cái em này lắm, thôi để con xin ba cho con nuôi cái con này. Mình trong đầu cứ nghĩ đó là chim bồ câu, mình nói ok được thôi con nuôi càng tốt, chứ giờ cô bỏ nó ra cô cũng sợ nó bị chó giật hay là mèo sơi hoặc là mấy bạn kia quậy phá làm nó chết thì thấy tội nghiệp lắm. Thế là mình bóc điện thoại, mình mới gọi cho mẹ bạn nhí đó. Thì khi mà gọi á thì mẹ bạn nhí đó nói ok rồi. Thế là hai cô cháu mình mới đi tìm một cái lồng và mình chụp nó lại rồi để nước để này kia. Rồi sau đó khoảng chừng 2 tiếng sau, 3 tiếng sau thì ba của bạn nhí đó mới đem một cái lồng lại, bỏ bạn đó vô ha, và bỏ bạn chim nhỏ đó vô trong. Và khi bóc nó, trời ơi, bạn biết hả, lần đầu tiên mình thấy cái con này nó cũng khá mạnh á. Nó dậy, rồi mình nắm, mình bỏ nó vô lồng rồi mình đóng lại. Rồi sau đó bạn đó mới cầm cái con này đem về nhà. Đem về nhà bạn ta mới hớn ha hớn hẳn đưa cho ba và ba chăm sóc. Thì tối hôm đó thì mình mới nói chuyện với mẹ bạn đó, mình hỏi ủa chị ơi, chị có thể cho biết cái con đó phải là con chim bồ câu hay chim gì hay không? Thì cái chị mẹ của bạn nhí á mới trả lời với mình là ơ, cái con đó không phải là chim bồ câu đâu. Về nhà hỏi thì ba bạn nhí đó, tại vì anh là một người là chuyên môn thích chất là nuôi những chim cá cảnh này kia, nên anh rất rành. Và chị mới nói đây là con chim cu đất Thái. Rồi thế là mình mới nói hả, chim cu đất Thái hả? Em đó bây giờ cũng chả biết con đó con gì mà em thấy hình dạng giống chim bồ câu. Rồi thế là cái bạn chim cu đất Thái mới màu mà cà phê sữa, giống như cà phê sữa vậy, giống như màu bức tường nhà Nga vậy. Thì bạn đó mới được chăm sóc này kia ở nhà, và ở nhà bạn nhí được cho ăn. Và sau đó thì cái đến khoảng chừng mấy ngày sau, bạn nhí mới đi lại gặp mình hớn hay hớn hở. Bạn nói mít ơi mít, cái con chim khu đất hôm bữa trước của mít ở đây mình bắt về nhà con nuôi á, ở nhà con có một con, và cái con chim bỗng trước tụi mình bắt đó cô, thì bây giờ hả nó rất là hớn ha hớn hở, và ở nhà ba mới cột nó, giống như là có nghĩa anh mới giữ nó để cho nó khỏi bay đi á. Tại nhà có một con, thì cái con này với cái con kia hai con mới chơi với nhau, nhưng mà cái anh chàng mới được hòa nhập về cái chỗ mà nhà của bạn nhí á, thì rất là lanh, kể như là bây giờ anh ta còn muốn lanh hơn cái anh hiện tại ở nhà. Mình mới nói ủa vậy nó rốt cuộc là con trống hơn mái. Thì anh ta mới nói đối với cái con chim cu đất thì anh cũng đành phải không biết nữa, vì hiện tại bây giờ là không biết nó là con trống mái nữa. Nuôi thời gian coi, nếu mà có đẻ là biết con một trong hai con có con mái, còn không đẻ nữa thì tất nhiên là hai con là con trống hoặc hai con mái, nên anh cũng không biết. Tại vì con chim cu đất Thái nó rất là khó phân biệt. Thế là mình nghe như thế, mình nghe mọi người kể về cái bạn chim cu đất Thái đó, mình thấy ồ rất là khỏe, rất là cảm giác rất là vui, vì dầu sao cũng có một nơi mà để cho bạn đó được sinh sống, được an toàn, rồi sẽ phát triển. Và thật sự ra là cái việc mà nuôi thú cảnh nó cũng đôi khi cũng là một cái niềm vui, nhưng mà Nga thì Nga lại không thích cái đó. Và mình cũng mong rằng chúc cho cái bạn nhí của mình chăm sóc cái bạn chim cu đất Thái đó càng ngày càng tốt hơn. Và có thể hình như mình cũng nghe là cái bạn chim đó cũng hót này kia, cũng có tới tóm lại là có hót hay sao á, hôm trước mình cũng nghe mang máng. Thì mình mong rằng là sẽ có một cái sự an toàn cho cái bạn chim cu đất đó, và đó là một cái thú tiêu khiển. Và mong rằng là bạn nhí nhỏ của mình ngày càng vui vẻ và có bạn nhỏ đi chơi. Và mình cũng chúc là tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và đặc biệt là nếu như các bạn có những cái thú tiêu khiển thì mình có thể chọn những cái loại vật
như là chim, cá, cảnh gì đó hoặc là thú cưng để mà nuôi. Và mình cũng xin chia sẻ một đoạn như thế vì mình tự nhiên mình cảm nhận là thấy nó rất là thích. Nhưng mặc dù mình lại không thích thú, không thích chim, không thích những cái con vật nuôi, do đó mình chỉ là cảm giác là tự bỗng nhiên mình cảm giác hứng thú, mình cảm giác thấy thích, nên mình muốn nói lên và mình muốn chia sẻ những sự việc mà đã xảy ra vào tuần vừa rồi đối với mình cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã nghe mình chia sẻ, và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, và đặc biệt là cảm ơn bạn Nhí đã chăm sóc bạn chim cu đất đó nha. Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ.